Hôm nay thì biết tin là được có rất nhiều thư của anh em đơn vị chúng tôi, thì cũng mong muốn là đồng chí Hợi Phương sẽ gửi tới một ca khúc có tên là Ước Mơ Của Mẹ. Chúng tôi cũng rất là nhớ nhà, rất là thiếu thốn, cũng nhớ cha mẹ. Cũng mong muốn là bạn Hợi Phương sẽ gửi tới anh em trong đơn vị là một tràng pháo tay đúng không? Con chưa từng hỏi ước mơ của mẹ thế nào, đã quá lâu cũng chẳng ai hỏi mẹ như thế. Suýt chút nữa mẹ cũng quên mẹ từng nói là mẹ cũng có ước mơ, mơ được sống cuộc đời của riêng mình. Mẹ cũng quên dần quên ước mơ của mẹ là gì. Mẹ vẫn đang bận lo làm sao có một bữa cơm no. Ngoài kia thế giới bao la rộng lớn, còn thế giới của mẹ chỉ là con, là niềm vui của con, là ngôi nhà, là gia đình. Bốn ngày rồi không biết nó làm gì, không có ăn được không ý. Nhưng nhớ mẹ lắm. Tôi có một cái tâm sự nữa. Mày... tự nhiên không hiểu sao cảm xúc nó như thế này. Gia đình ấy quan trọng cực kỳ luôn. Khi mà tôi là sinh viên, cái việc mà tôi từ quê tôi lên tôi học ấy, tôi xa gia đình ấy, cái vấn đề tôi nhớ bố mẹ ấy, nó gói gọn bằng cái cuộc điện thoại khoảng 1 tuần đến 2 tuần. Và cái vấn đề về nhà đối với tôi nó là một cái chuyện 3-4 tháng tôi muốn về một lần. Nhưng mà khi tôi lớn lên ấy, khi tôi trưởng thành hơn ấy, cái việc mà nghe giọng của bố hoặc là nghe giọng của mẹ ấy, nó quan trọng cực kỳ. Bởi vì tôi biết ấy, không sớm thì muộn thôi, cái thời gian nó trôi nhanh cực kỳ luôn. Cách đây chỉ khoảng tầm 5 năm tôi nhìn bố tôi không hề có một nếp nhăn. Nhưng mà những cái nếp nhăn ấy nó hình thành kiểu tạo cho tôi những cái cảm xúc mà tôi không hiểu tại sao như thế. Bà có đồng chí là tôi vào. Rất là cảm ơn, chỉ biết cảm ơn các đồng chí thôi, chứ còn anh em chúng tôi bây giờ cái này là bổn phận của chúng tôi, cống hiến và phục vụ. Nếu mà chúng tôi để đi làm vì lương, vì cái đồng tiền hàng tháng ấy, thì anh em chúng tôi đã không có ai ở đây nữa. Anh em chúng tôi có những đồng chí có những bố mẹ ốm đi viện còn không được thăm. Nhiều cái nó đặc thù và phải chấp nhận thôi. Badlanders, game bắn súng sinh tồn thế hệ mới, hân hạnh tài trợ chương trình này.